Thưa quý vị, Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng được tổ chức cuối tháng 11 vừa qua, được nhiều người ví von là hội nghị diên hồng về văn hóa. Tại hội nghị này, quan điểm văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, tiếp tục được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhằm khẳng định nhận thức nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng của văn hóa, văn học nghệ thuật trong sự nghiệp phát triển đất nước. Có thể nói, phát triển văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Đây là lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội Đảng, Đảng ta đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa, từ chủ đề đại hội đến các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược. Văn kiện Đại hội đã nhấn mạnh một trong những quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam. Phải khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc của toàn dân tộc. Phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025-2030, tầm nhìn đến 2045 mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Tại thành phố Đà Nẵng, ngay sau hội nghị văn hóa toàn quốc của Đảng, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo các cấp ngành nhanh chóng tham mưu cụ thể hóa các nội dung tại hội nghị về phát triển văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế xã hội. Có thể nói thời gian qua, sau giai đoạn chú trọng phát triển kinh tế, Đà Nẵng đã và đang ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư cho bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa. Từ năm 2015 đến nay, thành phố đã đầu tư hơn 300 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo và phục dựng 35 di tích lịch sử trên địa bàn. Nhiều di tích được khoanh vùng và bảo vệ. Thành phố hiện có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 17 di tích cấp quốc gia và 61 di tích cấp thành phố. Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố cũng sẽ dành hơn 800 tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo 11 di tích và cụm di tích. Chúng tôi đang thực hiện, đang chuẩn bị đầu tư một cái dự án, một cái phần giai đoạn 2 của dự án này. Đó là chúng ta sẽ tôn tạo, phục hồi những cái hạng mục quan trọng trong thành. Và đặc biệt là sẽ di dời cái bảo tàng này ra khỏi cái thành Tiền Hải. Mới đây, Đà Nẵng phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan với mức đầu tư hơn 42 tỷ đồng. Đây cũng được xem là hình mẫu tiêu biểu về công tác phối hợp trong bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời cũng là sự cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Đảng về phát triển văn hóa trong bối cảnh hiện nay. Trải qua gần 200 năm tồn tại, với sự tác động của thiên nhiên, của con người và đặc biệt là của chiến tranh, thì di tích có nguy cơ trở thành phế tích. Cho nên là rất là vui mừng chúng ta làm lễ khởi công cái dự án tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị của di tích Hải Vân Quan. Cái điều này nó thể hiện cái sự đoàn kết, gắn bó giữa hai địa phương trong việc quản lý và phát huy cái di sản chung. Nếu như kinh tế là động lực để phát triển, thì văn hóa được xem là nền tảng của sự phát triển. Bên cạnh tăng nguồn kinh phí đầu tư cho văn hóa, tạo bước đột phá trong bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử của thành phố. Thời gian đến, thành phố cũng sẽ tiếp tục chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực văn hóa, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.